Bà con và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nông nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò được phát hiện lần đầu tiên ở Tây Ninh năm 2021. Bệnh xuất hiện ở 92 ổ dịch trên toàn tỉnh. Tổng số trâu bò bị bệnh hơn 16.300, có hơn 1.900 con chết và tiêu hủy. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh đã phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Đến đầu tháng 12 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện ổ dịch nào. Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm của loại bệnh này nên dịch có thể tái phát bất cứ lúc nào. Ngành chăn nuôi và thú y khuyến cáo người chăn nuôi luôn cảnh giác cao độ. Trong chương trình ngày hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự tăng cường phòng chống bệnh viêm da nổi cục. Bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do loại virus thuộc họ Porphyria gây ra trên trâu bò. Bệnh này nguy hiểm do khả năng lây lan khá nhanh, gây thiệt hại nặng về năng suất do giảm lượng sữa, giảm trọng lượng, ảnh hưởng đến chất lượng thịt, dễ dàng gây tử vong cho trâu bò non hoặc già yếu. Bệnh viêm da nổi cục còn gọi là bệnh da sần. Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng chích đốt, có thể lây truyền do vận chuyển trâu bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, qua tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc bị bệnh và gia súc khỏe mạnh. Bệnh thường xuất hiện và bùng phát vào những tháng có thời tiết ẩm khi côn trùng hoạt động mạnh. Ngoài thiệt hại về năng suất, còn làm giảm khả năng sinh sản, gây tổn thất kinh tế do hạn chế vận chuyển và thương mại. Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò lần đầu tiên xuất hiện ở Tây Ninh vào tháng 7 năm 2021. Không lâu sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công bố dịch bệnh trên toàn địa bàn. Ngành chăn nuôi và thú y nhanh chóng tổ chức tiêm phòng bao vây đàn trâu bò ở khu vực xảy ra bệnh và một số khu vực có nguy cơ cao. Huyện Tân Châu có đàn trâu bò tương đối lớn, là một trong những địa phương bị bệnh viêm da hoành hành rất sớm. Riêng xã Tân Hội, huyện Tân Châu, thời điểm tháng 8 năm 2021, dịch bệnh lây lan mạnh, đã có hơn 30 con bò chết vì bệnh viêm da. Số này nhanh chóng được chính quyền phối hợp với lực lượng chăn nuôi thú y tổ chức tiêu hủy, đồng thời yêu cầu người chăn nuôi tăng cường tiêu độc sát trùng chuồng trại, phát hoang bụi rậm quanh khu vực chăn nuôi, khuyến khích giăng lưới thả mùng chuồng trại nhằm ngăn ngừa mầu muỗi húc chích đàn vật nuôi lây truyền dịch bệnh. Ngày nay, nhiều hộ chăn nuôi có ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh, góp phần hạn chế xuất hiện ổ dịch. Anh Nguyễn Thành Nam ở ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu đã nuôi bò từ hơn 10 năm trước. Lúc nhiều nhất, trại bò của anh có hơn 10 con. Thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện, đàn bò của anh hơn 10 con đều mắc bệnh. Nhờ cán bộ thú y điều trị kịp thời, tất cả đều khỏi bệnh. Từ sau dịch bệnh, anh càng chú trọng hơn về việc vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine, phòng bệnh đúng quy trình, hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi, thú y. Đến nay, đàn bò nhà anh luôn khỏe mạnh, không có trường hợp nào nhiễm bệnh. Khoảng mười mấy con, nó nhờ thú y hỗ trợ, dạ hết luôn. Nó tới giờ luôn. Nói chung là mình chuồng trại là mình phải kỹ, cái thịt ngừa rồi phải dọn hàng ngày. Nó mà ướt nó không chịu đâu, với khô nó mới nghỉ được. Và vùng màng đầy đủ, đêm nào cũng phải bỏ xuống phải đầy đủ vậy. Nó ngừa mũi, không có mùng mũi nó chịu đâu nổi. Cỏ là đầu tiên, có cám thức ăn cái ngừa những lúc mà bão bùng vậy thôi. Giai đoạn xảy ra dịch bệnh, cán bộ thú y, chính quyền địa phương, người chăn nuôi ở xã Tân Hội phối hợp chặt chẽ trong thực hiện biện pháp phòng trừ. Trưởng ban chăn nuôi và thú y xã là người luôn bám sát hộ chăn nuôi, là người đầu tiên nhận biết địa điểm xuất hiện ổ dịch, nên việc năng nổ trong công tác chuyên môn trên địa bàn cũng góp phần ngăn chặn và phòng trị bệnh trên đàn vật nuôi để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất cho người chăn nuôi. Có xảy ra cái trường hợp bò bị dịch là viêm da nổi cục. Thì cái đợt đó là tiêu hủy, nếu mà tính trên đầu con là trên địa bàn Tân Hội này khoảng 30 mấy 40 con gì đó. Công tác chăn nuôi thì tôi cũng đi khuyến cáo bà con là nên làm vaccine cho châu bò. Thường vaccine cho châu bò là thường chủ yếu ngừa hai bệnh, chủ yếu là bệnh viêm da nổi cục và bệnh lở mồm long móng. Chuồng trại thì cũng nhắc nhở bà con là rửa chuồng trại khô ráo sạch sẽ thường xuyên với cả xịt thuốc tiêu độc sát trùng kết hợp với vệ sinh sinh học. Trong thời tiết giao mùa thì thường thường là
mình thứ nhất là nên làm vaccine cho châu bò, với cả cho bò ăn chế độ ăn uống đầy đủ về dinh dưỡng, thức ăn và bồi bổ thêm chất dinh dưỡng cho bò như cám. Virus gây bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò rất ổn định. Chúng có thể tồn tại lâu ở môi trường ngoài tự nhiên. Có thể tồn tại ở da hoại tử hơn 30 ngày, ở lớp vảy khô tới 35 ngày. Có thể sinh trưởng trong môi trường ẩm ướt khoảng thời gian lâu hơn nữa. Đây là những điều kiện thuận lợi để dịch bệnh tái bùng phát bất cứ lúc nào. Hiện nay, tổng đàn trâu bò trên toàn huyện Tân Châu có khoảng 5.500 con, chiếm tỷ lệ 5% tổng đàn bò trên toàn tỉnh. Việc phòng ngừa bệnh là chính, không để phát sinh bệnh mới điều trị, lúc đó sẽ gặp khó khăn, hao tốn và nguy hại hơn. Trạm chăn nuôi và thú y huyện Tân Châu đã và đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trong đó có bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Trong thời gian vừa qua thì trạm cũng có triển khai các chương trình kế hoạch của do chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh chuyển xuống, trong đó tiêu biểu như là thực hiện cái từ đầu năm giờ đã thực hiện được 3 đợt tiêu độc sát trùng. Và cái tuyên truyền thì làm 2 đợt, thì mới vừa trong tháng 9 vừa rồi thì trạm cũng đã triển khai cái tuyên truyền tất cả các bệnh trên động vật và thủy sản. Sắp tới đây thì cũng sẽ triển khai cái tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò, dự kiến chắc khoảng đầu tháng 11. Thì hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đối với cái bệnh viêm da nổi cục cũng như lở mồm long móng thì nhìn chung là tương đối ổn định. Về riêng cái đặc biệt cái bệnh mà viêm da nổi cục á, thì nó xảy ra trên bò là nhiều. Thì triệu chứng là thường là bò có sốt cao cũng như là suy nhược, có triệu chứng là cũng bỏ ăn. Thể hiện rõ nhất là nó có biểu hiện cái nổi cái nốt sần ở trên thân bò, có đường kính từ khoảng 2 đến 5 cm. Trong cái biện pháp phòng bệnh là chủ yếu là cũng chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là chúng ta phải thường xuyên tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và cái tiêm phòng. Hiện nay thì cái vaccine lở mồm long móng và viêm da nổi cục thì đã có trên thị trường, và đặc biệt thì hai cái loại vaccine này đối với đàn trâu bò cũng rất là hiệu quả. Riêng đối với bệnh viêm da nổi cục thì cái nguồn lây của nó chủ yếu là từ do côn trùng đốt, ví dụ như là ruồi, muỗi, ve, nhộng. Và nó có thể cũng lây lan qua cái đường thông qua ăn chung, nên cái dịch tiết nhầy nước bọt á. Chúng ta nên cũng thực hiện cái biện pháp là gieo tinh nhân tạo cho bò thì cũng hạn chế được một phần nào đó đối với cái bệnh lây qua tinh dịch. Thì khi phối giống trực tiếp á, thì nó cũng có khả năng lây truyền. Thì chúng ta cũng phải thường xuyên là phát quang bụi rậm cũng như là khơi thông cống rãnh để cho hạn chế cái mầm bệnh mà nó tiếp xúc với cái trâu bò. Và khi chăn nuôi trâu bò thì cũng nên là có cái màn che để cho hạn chế cái việc côn trùng nó đốt. Chắc chắn rằng biểu hiện khi mắc bệnh dễ nhận biết nhất là giảm ăn hoặc bỏ ăn, giảm tiết sữa đối với bò mẹ đã sinh con non, cơ thể sốt, sưng hạch bạch huyết, miệng nhiều nước bọt, chảy nước mắt, nước mũi, da nổi nhiều nốt sần. Loại virus này có thể hồi phục từ những nốt sần trên da được giữ ở nhiệt độ âm 80 độ C trong 10 năm. Trong điều kiện môi trường tối, ẩm ướt, cụ thể như chuồng trại bị ô nhiễm, virus có thể tồn tại trong nhiều tháng. Đây cũng là đặc tính đáng lo ngại. Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh tái phát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Để nhận biết cái bệnh viêm da nổi cục này thì cũng có một cái số đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất là bà con chăn nuôi mình khi thấy đàn gia súc của mình có dấu hiệu ví dụ như là biến ăn nè, thì thường biến ăn này nó sẽ có kèm theo dấu hiệu là sốt. Và đặc biệt đối với bệnh viêm da nổi cục này, nó dễ nhận biết ở chỗ là nó sẽ có những cái nốt sần. Mà những cái nốt sần này nó sẽ nổi trên bề mặt da. Và cái diện tích của nốt sần này thường nó sẽ có diện tích khoảng từ 2 tới 5 cm. Và đặc biệt là nó nổi vùng da mỏng. Cho nên đối với những nốt sần này thì chắc chắn bà con chăn nuôi mình sẽ dễ nhận biết, không có nhầm lẫn được với bệnh nào. Thì trong quá trình chăn nuôi mà để công tác mà phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục tốt thì cũng có một số ý khuyến cáo tới bà con chăn nuôi mình. Cái thứ nhất là phải thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học. Là trong quá trình chăn nuôi là bà con phải định kỳ là phải dọn dẹp chuồng trại nè, tiêu độc sát trùng chuồng trại nè. Mà trong quá trình tiêu độc sát trùng chuồng trại hiện nay thì bà con có thể sử dụng nhiều cách. Thứ nhất là sử dụng vôi bột nè, rồi mình rắc xung quanh chuồng nuôi hoặc là đường đi nè.
và định kỳ, ví dụ như là hàng tuần thì mình dọn dẹp sạch chuồng, rồi sau đó mình phun thuốc tiêu độc sát trùng, liều lượng thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và đặc biệt còn một cái nữa là rất là quan trọng đối với bà con chăn nuôi mình, thì hiện nay nó đã có vaccine viêm da nổi cục, và hàng năm định kỳ thì chi cục chăn nuôi thú y Tây Ninh đều có tổ chức tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mình. Để ngăn ngừa dịch bệnh, người chăn nuôi cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó trước tiên phải thực hiện kiểm soát vệ sinh an toàn trong chăn nuôi. Chỉ mua trâu bò giống từ nơi tin cậy đã được tiêm phòng bệnh, có thể tiêm cho gia súc ở mọi lứa tuổi. Trường hợp gia súc mẹ đã tiêm phòng thì nên tiêm cho con non sau khi được 2 tháng tuổi. Dừng ngay việc buôn bán, vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch, cách ly ngay gia súc bị bệnh, thường xuyên sử dụng thuốc chống côn trùng bằng cách nhúng, xịt hoặc sử dụng các sản phẩm tại chỗ. Khi phát hiện dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi cần báo ngay cho cơ quan thú y tại địa phương. Bà con và các bạn xem đại thân mến, chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.